Từng có một khoảng thời gian khi nhắc về người đầu tiên phát minh ra chiếc điện thoại, người ta sẽ nghĩ ngay đến Alexander Graham Bell. Mà đến khi Hạ viện Hoa Kỳ lật lại lịch sử thì cái tên Antonio Meucci mới được nhiều người biết đến. Và vấn đề này vẫn còn gây tranh cãi cho đến ngày hôm nay. Nhưng cũng nhờ những tranh cãi đó mà cái tên Antonio Meucci mới được nhiều người quan tâm. Và cho dù ông có phải là người đầu tiên phát minh ra điện thoại hay không, thì tinh thần ham học hỏi và sự cống hiến dành cho khoa học của ông vẫn đáng được trân trọng. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Antonio Meucci, sự thật về người đầu tiên phát minh ra điện thoại. Học hành gián đoạn vì gia cảnh nghèo khó. Antonio Meucci sinh ngày 13 tháng 4 năm 1808 tại Via dei Seracli, quận San Frediano, thành phố Florence, Đại Công quốc Tuscany, nay là Cộng hòa Italia. Ông là con cả trong 9 người con. Tuy nhiên, 4 anh chị em của Meucci đã mất từ thời thơ ấu. Cha ông tên là Amatis Meucci, là nhân viên chính phủ kiêm cảnh sát khu vực. Còn mẹ của ông là bà Domenica Pepi, làm công việc nội trợ trong nhà. Năm 15 tuổi, Antonio Meucci được nhận vào học tại Học viện Nghệ thuật Florence. Thời điểm đó thì ông là người trẻ tuổi nhất ở trong trường. Tại đây, Meucci đã học về hóa học và kỹ thuật cơ khí. Tuy nhiên, thời gian học tập của ông chỉ kéo dài được khoảng 2 năm thì phải tạm ngưng lại vì thiếu tiền. Antonio Meucci chuyển sang làm nghề phụ gác cổng và nhân viên hải quan cho chính quyền Florentine. Với đồng lương ít ỏi, Meucci đã cố gắng thu xếp để trở lại học bán thời gian. Ít lâu sau thì ông xin vào làm tại nhà hát opera Teatro della Pergola ở vị trí kỹ thuật viên sân khấu. Năm 1834, Meucci đã tạo ra một thiết bị giống như điện thoại giúp liên lạc giữa sân khấu và phòng điều khiển của nhà hát. Thiết bị này được tạo ra dựa trên nguyên lý hoạt động của ống truyền âm trên tàu thủy. Hiện nay thì công nghệ này vẫn còn được tàu thủy sử dụng. Cuộc sống tha hương và những phát minh dang dở. Tháng 8 năm 1834, Meucci tổ chức đám cưới với Esther Meucci. Bà là một nhà thiết kế trang phục cùng làm việc tại nhà hát với ông. Gần một năm sau, vợ chồng ông di cư sang Cuba, lúc này còn là một tỉnh của Tây Ban Nha. Tại đây, Antonio Meucci làm việc ở nhà hát Tacon Havana, nhà hát lớn nhất châu Mỹ tại thời điểm đó. Ngoài ra, ông còn tham gia xây dựng hệ thống lọc nước và sửa sang lại nhà hát Gran Teatro. Trong khoảng thời gian 10 năm sống tại Cuba, Meucci quen với một người bạn là bác sĩ. Ông ấy đã mời Meucci tham gia hệ thống trị liệu Franz Anton Mesmer cho những bệnh nhân bị thấp khớp. Sau 4 năm tham gia dự án, Antonio Meucci phát triển phương pháp điều trị bằng sóc điện. Tiếp đó, ông nghiên cứu thực nghiệm một thiết bị giúp người ta có thể nghe được giọng nói của người bị ú ớ. Ông gọi thiết bị này đó là Telegrafo Parlante. Công việc đang lúc tiến triển thuận lợi thì vào năm 1850, tình bạn giữa ông và tướng Giuseppe Garibaldi, một nhà cách mạng người Ý, có chút vấn đề. Điều này buộc ông phải di cư sang Mỹ. Từ vùng đất hứa này, Antonio đã có một phát minh để đời. Con đường hiện thực hóa ước mơ truyền giọng nói. Vào khoảng tháng 4 năm 1850, Meucci và vợ đến Mỹ. Hai vợ chồng mang theo khoảng 26.000 peso tiền tiết kiệm và định cư tại khu Clifton, đảo Staten, New York. Tại đây thì Meucci đầu tư số 4 có được vào một nhà sản xuất nến từ mỡ động vật. Sau đó ông tuyển mộ nhân viên từ những người Italy lưu vong. Năm 1854, vợ của Meucci bị tàn phế do bệnh thấp khớp. Bệnh tình của người vợ đã khiến cho Meucci suy nghĩ rất nhiều về những ước mơ, dự định dang dở của mình suốt những năm tháng tuổi thơ đến khi tha hương trên đất Cuba và giờ là nước Mỹ. Thế là ông quyết định tiếp tục trở lại với những thử nghiệm về một thiết bị có thể truyền được giọng nói bằng tín hiệu điện. Meucci mất 2 năm mới tìm ra nguyên lý truyền giọng nói bằng tín hiệu điện. Thiết bị này đã giúp ông kết nối từ phòng ngủ ở lầu 2, nơi người vợ đang nằm, đến phòng thí nghiệm dưới tầng hầm. Năm 1857, Meucci viết ghi chú mô tả nguyên lý cơ bản của thiết bị này như sau. Nó bao gồm một màng rung và một nam châm điện với vòng dây quấn quanh nó. Màng rung làm đổi dòng điện trong nam châm. Những thay đổi của dòng điện truyền đến đầu kia của dây tạo ra các rung động tương tự trên màng rung tiếp nhận và tái tạo các từ. Xuyên suốt gần 15 năm, kể từ khi tìm ra nguyên lý truyền giọng nói bằng tín hiệu điện, Meucci đã phát triển hơn 30 mẫu thiết bị khác nhau. Trong thời gian này, ông nhờ bạn mình là Enrico Bandellari tìm những nhà tư bản Italia tài trợ cho dự án. Tuy nhiên, cuộc viễn chinh của tướng Garibaldi tại Italia đã khiến tình hình chính trị cực kỳ bất ổn và chẳng ai muốn đầu tư vì có quá nhiều rủi ro.
Meiji vẫn muốn tiếp tục cải tiến các nguyên mẫu của thiết bị, nhưng tình hình tài chính ảm đạm của công ty nến mà ông đã đầu tư trước đó đã không cho phép ông tiếp tục thực hiện các phát minh này. Cuối cùng thì công ty nến đã phá sản và đồng thời kế hoạch gây quỹ từ những gia đình giàu có của Italia để phát triển nghiên cứu cũng thất bại. Vận đen vẫn chưa dừng lại ở đó. Antonio Meucci còn bị một số con nợ lừa đảo, dẫn đến nghèo đói tới mức mà ngôi nhà ông ở phải mang ra bán đấu giá vào năm 1861. Dù người mua cho phép gia đình Meucci sống trong ngôi nhà mà không phải trả tiền thuê, nhưng tài chính riêng của ông đã bị thu hẹp. Antonio Meucci phải sống bằng tiền công và phụ thuộc vào bạn bè. Trong suốt thời gian sống trong cảnh chật vật về tiền bạc, phải làm thuê để nuôi sống gia đình, Meucci vẫn dành những lúc nghỉ ngơi quý báu để nghiên cứu. Đến tháng 8 năm 1870, ông tạo ra được thiết bị có thể truyền giọng nói ở khoảng cách 1 dặm, khoảng 1,6 km. Meucci gọi thiết bị này là Teletrofono. Đang lúc nghiên cứu phát triển thiết bị, thì Meucci bị tai nạn trong vụ nổ nồi hơi trên phà Staten Island, Westfield. Tài chính của gia đình vốn đã khó khăn, nay lại thêm tình trạng sức khỏe của ông ngày một trầm trọng. Thế là vợ ông buộc lòng phải bán đi các bản vẽ và thiết bị nghiên cứu cho một đại lý cũ để kiếm tiền trang trải trước mắt. Khi sức khỏe đã dần ổn định trở lại thì vào năm 1871, Meucci đã nộp đơn đến văn phòng bằng sáng chế Hoa Kỳ xin cấp bằng sáng chế tạm thời cho thiết bị điện thoại của mình. Nói đúng hơn thì đây chỉ là một cái thông báo. Sở dĩ Meucci không xin cấp bằng sáng chế là vì chi phí cho việc này mất $250, còn ra một cái thông báo thì chỉ mất có $20. Và Meucci khi đó gần như không có một xu dính túi. Trong thông báo thì hoàn toàn không đề cập đến việc truyền điện từ của âm thanh, và một số người ủng hộ Meucci cho rằng có người đã cố tình xóa đi các ghi chú của ông trong tài liệu để làm rõ phát minh của mình. Một số tài liệu còn cho rằng Meucci đã từng công bố phát minh của mình trên một tờ báo tiếng Italia ở New York. Tuy nhiên, họ vẫn chưa tìm được bằng chứng cho vấn đề này. Bạn đang xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên lại ghé thăm kênh mới của nhóm chuyên tổng hợp video về người thành công. Thông tin chi tiết xem bên dưới comment nha các bạn. Vụ kiện bằng sáng chế chiếc điện thoại đầu tiên. Kể từ năm 1871, khi Antonio Meucci đăng ký bằng sáng chế, mỗi năm ông phải đóng thêm $10 để tái đăng ký. Tuy nhiên, từ năm 1874, Meucci lâm vào cảnh nghèo khó và sức khỏe ngày càng yếu, nên ông không thể có đủ $10 đóng khoản phí hàng năm. Hai năm sau đó, Alexander Graham Bell, một nhà phát minh người Scotland, đã đăng ký bản quyền sáng chế điện thoại. Antonio Meucci quyết định khởi kiện trong điều kiện kinh tế gần như là kiệt quệ. Meucci tìm cách lấy lại các phác thảo và kế hoạch ban đầu mà ông đã gửi đến một phòng thí nghiệm tại Western Union. Thế nhưng, tất cả những hồ sơ đều biến mất. Trong khi đó, phòng thí nghiệm này lại có mối quan hệ hợp tác với công ty mà Bell làm việc. Thật khó có thể nói Bell có liên quan đến vụ mất các hồ sơ mà Meucci thề là đã để phòng thí nghiệm hay không. Bên cạnh đó, một số người nghi ngờ rằng Bell đã tham lam nhận bằng sáng chế ra chiếc điện thoại đầu tiên, trong khi ông không có động cơ để phát minh ra nó, bởi cả vợ và mẹ của Bell đều bị điếc. Ngoài ra, một số tài liệu cho rằng Meucci lưu trữ bản mô tả nguyên mẫu thiết bị và bản sao báo cáo ở chỗ của Edward B. Grant, lúc ấy đang là phó chủ tịch của American District Telegraph Co. ở New York. Meucci tìm gặp Grant để nhờ kiểm tra hoạt động của thiết bị trên đường dây điện báo. Hai năm sau, Meucci yêu cầu lấy lại bản mô tả và bản sao báo cáo thì Grant nói không còn nữa. Phiên tòa xét xử vụ kiện bằng sáng chế ra chiếc điện thoại đầu tiên của Meucci liên tục bị trì hoãn. Những người ủng hộ Meucci thì tin rằng là các chứng cứ cho thấy ông là nhà phát minh ra chiếc điện thoại đầu tiên đã quá rõ ràng. Đồng thời, những người này luôn đặt dấu hỏi tại sao phiên tòa cứ liên tục kéo dài trong suốt hơn 3 năm. Cuối cùng, đến tháng 3 năm 1889, Meucci lâm bệnh nặng. Ông mất ngày 18 tháng 10 cùng năm tại Clifton, đảo Staten, New York, trong hoàn cảnh nghèo túng. Theo thời gian, vụ kiện dần chìm vào quên lãng. Một thời gian sau, hầu như người ta không còn biết Antonio Meucci là ai. Trong khi đó, Alexander Graham Bell được biết đến với tư cách là người phát minh ra chiếc điện thoại đầu tiên. Sự công nhận và bác bỏ. 113 năm sau cái chết của Antonio Meucci, Hạ viện Hoa Kỳ đã làm rõ sự việc và công nhận những đóng góp của ông cho sự phát triển của điện thoại. Nghị quyết số 269 ban hành vào ngày 11 tháng 6 năm 2002 ghi rõ rằng cuộc đời và thành tựu của Antonio Meucci phải được ghi nhận và việc ông ấy phát minh ra điện thoại cần phải được thừa nhận. Bên cạnh đó, trong phần mở đầu nghị quyết có nói đến lý do tại sao Meucci thua trong vụ kiện hơn chục năm về trước.
Nếu Meucci có thể trả 10 đô phí duy trì bằng sáng chế sau năm 1874, thì Bell đã chẳng thể lấy được bằng sáng chế này. Sau nghị quyết 269 của Hạ viện Hoa Kỳ, nhiều người tin rằng Bell đã lấy cắp phát minh của Meucci, khiến ông ấy phải sống những ngày cuối cùng trong uất ức và tuyệt vọng. Nghị quyết của Hạ viện Mỹ đã vấp phải phản đối mạnh mẽ của chính phủ Canada. Chính phủ nước này phản ứng lại mạnh mẽ bằng cách công nhận Alexander Graham Bell là nhà phát minh ra điện thoại chỉ sau đó 10 ngày. Tại Ý, vào năm 2003, Hiệp hội Bưu chính và Điện tín Italia đã phát hành con tem dựa trên bức phác thảo của họa sĩ Nestore Corradi. Bức phác thảo này được vẽ vào năm 1858 dựa trên ý tưởng về chiếc điện thoại đầu tiên của Meucci. 5 năm sau đó, Bộ Di sản Văn hóa và Hoạt động của Ý ủng hộ lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 200 của Meucci với tiêu đề Inventore del Telefono, nghĩa là nhà phát minh điện thoại. Bên cạnh đó, tại Mỹ còn duy trì bảo tàng Garibaldi Meucci trên đảo Staten. Bảo tàng nằm trong một ngôi nhà được xây dựng vào năm 1840. Ngôi nhà được Meucci mua vào năm 1850 và được Giuseppe Garibaldi thuê từ năm 1850 đến 1854. Triển lãm bao gồm các mô hình, bản vẽ và hình ảnh liên quan đến cuộc đời của ông. Ngoài ra, vào ngày 13 tháng 4 năm 2008, trang Google tiếng Italia đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 200 của Meucci với logo đặc biệt. Tuy nhiên, doodle về Meucci chỉ hiện trên trang Google tiếng Italia mà không hiện trên các trang Google ở các ngôn ngữ khác. Đến nay thì vấn đề ai là người đầu tiên đã phát minh ra chiếc điện thoại vẫn còn gây tranh cãi. Nhưng dù sao đi nữa, khi nhắc đến cái tên Antonio Meucci, người ta vẫn dành cho ông một sự tôn trọng nhất định. Dù ông không phải là người đầu tiên phát minh ra điện thoại thì ít ra ông cũng là người đặt nền móng cho sự ra đời của nó. Còn về phần Alexander Graham Bell, cho dù ông vướng phải nghi vấn đánh cắp phát minh, nhưng suy cho cùng thì ông vẫn là một nhà phát minh có đóng góp vĩ đại cho nhân loại. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên lại nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.